U xơ tử cung là sự tăng trưởng bất thường của các tế bào cơ và mô xơ, từ đó tạo thành khối u trong tử cung. Theo Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ, 70-80% phụ nữ sẽ bị u xơ hóa ở tuổi 50 và 20-50% phụ nữ ở độ tuổi sinh nở mắc phải tình trạng trên. Tuy nhiên, tin tốt là hầu hết các trường hợp ảnh hưởng của u xơ tử cung đều không chuyển thành dạng ác tính cũng như chưa cần đến sự can thiệp của y tế. Tuy nhiên, trong thai kỳ và quá trình sinh nở, u xơ tử cung cũng có những ảnh hưởng như nào là điều mà rất nhiều chị em quan tâm. Hãy cùng giải đáp thắc mắc đó nhé! 1. Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Các khối u nhân xơ to ở góc tử cung phát triển ngày càng to, chèn ép vào vòi trứng gây giãn căng và tắc cơ năng, không cho tinh trùng gặp noãn rất khó thụ thai. Đồng thời, khối nhân xơ to dưới niêm mạc chiếm hết buồng tử cung, không còn nơi làm tổ của trứng nên dễ bị sảy thai. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, sẽ gây vô sinh và khó có thể chữa khỏi. 2. Trong thời kỳ mang thai. Nếu chẳng may bị u xơ, thì u xơ tử cung và thai kỳ có mối liên hệ mật thiết với nhau. U xơ là tiền đề gây nên những rủi ro trong thai kỳ như sảy thai sớm. Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, khi khối nhân xơ chưa chiếm toàn bộ tử cung, phôi thai vẫn làm tổ và phát triển. Được một thời gian, khi phôi thai đã lớn, tử cung bị kích thích và những cơn co có thể tống thai ra ngoài. Đặc biệt, nếu mẹ bị u xơ tử cung cộng thêm thai nghén, sảy thai có thể diễn ra sớm hơn. Sảy thai muộn. Thai có thể bị đẩy ra bên ngoài trong 3 tháng giữa khi khối u xơ đã chiếm một phần tử cung. Sinh non thường xảy ra từ tháng thứ 7 trở đi, thai quá to làm căng tử cung, kích thích sinh nở, đồng thời khối u chèn ép tử cung gây nên sinh non. Trường hợp này xảy ra khi u xơ nằm dưới phúc mạc, xoắn cuốn nhân xơ của u xơ tử cung thường hay nhầm với u nang buồng trứng. Xoắn cuốn nhân xơ sẽ kích thích tử cung co bóp phải mổ gấp, gây sinh non hoặc sảy thai. Với bất kỳ dấu hiệu bất thường, mẹ bầu cũng không nên bỏ qua, nhất là bị u xơ tử cung và thai kỳ nằm ở 3 tháng đầu. 3. Trong thời kỳ chuyển dạ. U xơ tử cung ở phụ nữ mang thai gây nên những biến chứng ngoài ý muốn. Nếu đã vượt qua được rồi, trong thời kỳ chuyển dạ, u xơ tử cung và thai nghén có thể gây nên rối loạn cơn co khi chuyển dạ. Nhân xơ tử cung ngăn cản sự dẫn truyền của các cơn co khi chuyển dạ, kết quả là bị suy thai do quá trình chuyển dạ kéo dài. Khối u tiền đạo. Các khối u xơ nhỏ hoặc những khối nhân xơ cuống dài ở eo tử cung tạo thành khối u tiền đạo gây đẻ khó, ảnh hưởng quá trình bong rau. U xơ tử cung và thai nghén cản trở bong rau do rối loạn cơn co, dẫn đến bong rau không hết, gây sót rau. Hơn nữa, rối loạn cơn co làm tử cung co hồi không tốt, tử cung bị đờ, gây chảy máu trong thời kỳ bong rau hay sau sổ rau. Hoại tử nhiễm khuẩn thường gặp với những trường hợp u xơ dưới niêm mạc và xảy ra ở thời kỳ hậu sản. Việc điều trị u xơ tử cung trong thai kỳ thường bị hạn chế do tiềm ẩn nhiều nguy cơ có hại cho em bé, nhưng không phải là không thể điều trị. Tùy vào tình trạng của khối u và sức khỏe của mẹ và bác sĩ sẽ có những chỉ định phù hợp. Vì vậy, nếu còn băn khoăn điều gì, các mẹ hãy liên hệ ngay với các bác sĩ sản khoa để có những tư vấn và xử lý kịp thời nhé!